Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới ở trên biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 5 có tên quốc tế là Sonka. Hiện bão đang di chuyển vào vùng ven biển Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Bờ lớn vẫn đang tiếp diễn tại miền Trung, Tây Nguyên. Từ chiều tối ngày 14 tháng 10, đất liền có gió giật mạnh. Vào 13 giờ chiều ngày 14 tháng 10, tâm bão cách Đà Nẵng Quảng Nam khoảng 250 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km một giờ, giật cấp 10. Dự báo trong chiều và đêm 14 tháng 10, bão số 5 tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc 15 km một giờ. Đến 1 giờ ngày 15 tháng 10, bão trên vùng biển các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, cách khu vực Đà Nẵng Quảng Ngãi khoảng 90 km về phía đông với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Bão sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi vào trưa 15 tháng 10 với cường độ cấp 6 giật cấp 8. Do ảnh hưởng của bão số 5, vùng biển phía tây bắc của khu vực giữa biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên, bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn có mưa bão, gió mạnh cấp 7 cấp 8 giật cấp 10, biển động rất mạnh. Khu vực Bắc biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh khu vực giữa biển Đông có sóng biển cao 3 đến 5 m, khu vực Bắc biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sóng biển cao 4 đến 6 m, vùng biển Quảng Ngãi đến Bình Thuận sóng biển cao 2 đến 4 m. Từ chiều tối ngày 14 tháng 10, đất liền ven biển các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Bình Định khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9. Ven biển các tỉnh Thừa Thiên Huế đến Bình Định cần đề phòng nước dâng cao 0,2 đến 0,4 m, kết hợp chiều cường và sóng lớn gây ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở bờ biển do bão có vùng mây lệch tây nên mưa lớn xuất hiện từ chiều 13 tháng 10 ở các tỉnh miền trung. Dự báo từ nay đến trưa ngày 16 tháng 10, khu vực Quảng Bình đến Phú Yên và khu vực Bắc Tây Nguyên tiếp tục có mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu vực Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rất to. Tổng lượng mưa tại Quảng Bình, Con Tum, Gia Lai dự báo 10 đến 250 mm, có nơi trên 300 mm. Quảng Trị đến Quảng Ngãi 250 đến 450 mm, có nơi trên 600 mm. Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk mưa từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ 14 tháng 10 đến 17 tháng 10, trên các sông Quảng Bình đến Khánh Hòa, Con Tum, Gia Lai và Đắk Lắk khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 4 đến 10 m, hạ lưu 1,5 đến 5 m. Đỉnh lũ trên các sông chính Quảng Trị đến Phú Yên, Con Tum và Gia Lai khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3 và trên báo động 3. Các sông Quảng Bình, Khánh Hòa và Đắk Lắk lên mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2, nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn, ngập lụt trên diện rộng nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở trung du vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp ven sông khu đô thị tại các tỉnh từ quảng bình đến khánh hòa con tum gia lai và đắk lắc